xin chào anh em thì thị trường hai phiên cuối tuần cả thứ năm và thứ sáu thì nó có những cái vận động khá thì hôm lúc 2 giờ gần 2 giờ 15 của ngày thứ sáu mình có nhắn với anh em ở trên group là thị trường gần 2 giờ 15 mà von nó chỉ có khoảng 50 phần trăm hôm qua lúc đó thì thị trường đang giảm khoảng ba trăm mấy điểm ba 4 bốn điểm thì tín hiệu này đối với mình là một tín hiệu khá là ổn anh em có thể đánh đủ t cộng thì tối hôm thứ sáu thì có một cái tín hiệu tích cực hơn nữa thì đó là chứng khoán mỹ nó phục hồi khá là mạnh nó tăng trở lại khoảng 1.5 phần trăm thì anh em nhìn chỉ số chứng khoán mỹ kèm với von cây von khá là lớn thì hiện tại những cái chỉ báo mà xác nhận của thằng này ví dụ như chỉ báo vít là chỉ báo ngược nè à. Chỉ báo sợ hãi của nhà đầu tư thì nó giảm khoảng 10% nó đi xuống kèm với trái phiếu cũng có mức giảm nhẹ thì mình kỳ vọng cái mức tăng của thằng chứng khoán Mỹ nó sẽ làm tâm lý cho cái nhịp tiếp theo ok thì nếu mà những cái tín hiệu chứng khoán thế giới nó có cải thiện thì thằng Index nó cũng sẽ cải thiện theo và cái xu hướng nó sẽ đi dài hơn thì hiện tại một cái phiên cải thiện tốt kỳ vọng qua tuần sẽ là một cái tuần đánh ngắn được còn nếu mà những cái tín hiệu mà mình hay dùng mình nói anh em mình theo dõi một là vĩ mô thì vĩ mô hiện tại một số phiên gần đây nó cũng có cải thiện theo hướng tích cực tuy nhiên là nó chưa có đạt tới cái vùng màu xanh mà mình cần đó là tín hiệu còn tín hiệu ở dưới đây là mình theo dõi về chứng khoán thế giới nè chứng khoán thế giới thì mình theo dõi nhiều thị trường cả nhật bản cả đài loan cả mỹ hay là những cái thị trường mà mình thấy có tương quan với việt nam á thì có thể qua tuần á qua tuần những cái thằng châu á nó phản ứng theo thị trường mỹ thì cái thằng này nó sẽ cải thiện một tí nhưng mà cải thiện về màu xanh này mình nghĩ cái xu hướng nó sẽ kéo dài đủ để anh em tham gia nhịp này thì vấn vấn đề chính á thì qua tuần á nếu mà phiên đầu tuần thị trường nó phản ứng tích cực nó tăng trở lại kèm với von xanh nó cao hơn cây von đỏ thì cái von đỏ này nó thấp bởi vì mình nói nó tích cực đó là vì nó thấp khá là thấp thì cái cây von xanh mà cao hơn thằng này nó rất dễ xảy ra thì cái tín hiệu cái tín hiệu kiểu hai mũi tên màu hồng này nó sẽ xuất hiện thì lúc đó anh em có thể tham gia tuy nhiên đối với mình mình đã nói đó những cái tín hiệu sau này mình có cải thiện theo chỉ số vĩ mô nó cho cái sát sức thắng cao hơn thì những cái vùng màu hồng này anh em cũng tham gia một cái tỷ trọng vừa phải chứ không có nên đánh quá lớn khi nào mà nó qua vùng màu xanh nó chuyển cái trạng thái vĩ mô sang màu xanh thì lúc đó anh em có thể tự tin anh em tham gia nhiều hơn một tí còn hiện tại thì nó cho nó sẽ mình nghĩ là thứ hai nó sẽ xuất hiện cái tín hiệu này nè nên việc vấn đề bây giờ là mình sẽ đi lọc tìm những cái uh, cổ phiếu những cái nhóm ngành để anh em có thể quay lại đánh ít nhất là đánh đủ thời cộng mình kỳ vọng cái nhịp này uh, khi mà hàng về rồi á uh, thì lúc đó mình sẽ tính sao canh cái uh, tình hình mà quyết định là chốt hay là giữ tiếp thì quay lại những cái uh, mình chạy những cái uh, bộ lọc đầu tiên là về nhóm ngành để anh em theo dõi thử thì nếu mà nhìn tổng quan theo dõi thị trường phiên cuối tuần đó, thì cái nhóm mà nó nó tăng tốt nhất chắc là cái nhóm dịch may thì cái nhóm dịch may là cái nhóm toàn bộ nhóm ngành nó tăng khá là mạnh thì à, à về một cái dữ liệu mà giai đoạn gần đây nó cũng khá là khó chịu là cái dữ liệu của tổ chức thì cũng là những cái phiên mà nó bán nó bán khá là mạnh bán liên tục tuần vừa rồi liên tục gần như là cả tuần phiên nào cũng bán trên 1.000 tỷ tự danh thì phiên cuối tuần lại quay lại mua khoảng 220 tỷ thì vấn đề nước ngoài và tự danh Cho dữ liệu này mình rất là khó khai thác cơ bản là mình nhìn mình chỉ biết cái xu hướng họ giao dịch như thế nào thôi chứ gần như là dữ liệu về giao dịch của nước ngoài tự danh mình mình gần như mình không khai thác được để mình tìm cái lợi thế cho cái điểm vào điểm ra mình chia sẻ vậy anh em nắm cơ bản là biết được là nước ngoài nó đang giao dịch kiểu gì thôi chứ ví dụ như giai đoạn này anh em thấy nó bán liên tục tuy nhiên là nó có thể tăng còn giai đoạn này nó bán liên tục thì nó lại nó lại giảm thì có thể nó theo tỷ giá nhưng mà mình không có mình không có dựa vào cái dữ liệu này để mình mình cải thiện cái chiến lược cái dịch mình tăng tốt hơn nên cái dữ liệu này thì anh em cũng chỉ nên tham khảo chứ đừng có đánh giá nó quá cao. Thì quay lại về những cái bộ lọc. Đầu tiên mình đi nhóm cái nhóm ngành anh em thấy là cái cái phiên cuối tuần á thì cái nhóm đồ dùng cá nhân này, đồ dùng cá nhân này tức là ở trong đây có dịch mai nè thì họ mình sẽ lọc những cái này ra nó là những cái gì trong đây anh em tham khảo thử. Thì ba bốn cái nhóm đầu này là những cái nhóm nó thu hút von mặc dù thị trường chung tổng thể thị trường vol nó giảm 50% nhưng những cái nhóm này nó so với hôm trước nó vô nó vẫn cải thiện và so với trung bình 10 phiên thì nó vẫn tăng tốt hơn thì này đồ dùng cá nhân mã ngành của nó là 3760 bảy sáu thì anh em thấy là à, khi mà quét ra thì nó là những cái những cái à, cổ phiếu này đây đa phần là nhóm dịch may hết thì trong đây có thằng hồi nãy em thấy trên biểu đồ đó ad adx thì cái cái phân ngành này của thằng fan fan nên nó nó chia hơi khác mình một tí còn cái cái phân ngành này là phân ngành của của mình phân ngành thì mình dựa cũng dựa theo một số cái cái tổ chức như là những trang web lớn ngày xưa nó phân ngành thôi ví dụ như nó phân thằng mà bng vào nhóm bán lẻ tuy nhiên lại đây nó lại phân vào nhóm uh, hàng tiêu dùng cá nhân của thằng uh, fan á thì nên em hiểu đây là những cái uh, những cái nhóm ngành á. thì nhìn trên tổng thể là anh em thấy nó hơi hơi khác với nhau ví dụ như thằng uh, thằng BNG á phân vào nhóm uh, bởi vì trong hàng tiêu dùng cá nhân này thằng nó đẩy thằng uh, bán lẻ này vào nè nên là anh em thấy cái nó đi lệch với người ta giả sử như toàn bộ những cái thằng dịch may von nó đều tăng và nó tăng giá khá tốt bng nó ship vào cái nhóm này nên là nó tăng không đáng kể nên là mình khi mà dùng những cái dữ liệu mà phân ngành có sẵn á mình không thích bởi vậy mình hay mình hay phân ngành theo cái của riêng mình để mình hiểu thì anh em thấy nó đưa thằng bng vào nên là nó ảnh hưởng tới tổng thể về cái rs của nhóm ngành đó, nó rất là nhiều bởi vì bng ấy, nó nó là một cổ phiếu lớn thì mình chia sẻ tổng thể để anh em hiểu là những cái dữ liệu có sẵn đó, nhiều khi mình không hiểu nó là cái gì mình dùng nó lại không có không hay thì mình tiếp tục mình đi đánh giá tổng thể những cái những cái nhóm ngành khác xong sau đó mình sẽ lọc ra và vài cái cổ phiếu để gợi ý cho anh em tham khảo nhé. thì đầu tiên anh em nhớ là nhóm dịch may là cái nhóm mà phiên cuối tuần là một cái phiên tích cực nhất của nó, là nó gần như tích cực nhất trên thị trường. cái nhóm mà tiếp theo là khai khoáng 1770 thì ở trong đây có thể nó sẽ là nhóm thép nên mình mình lọc thử cái 1770 nó là cái gì 1770 thì xem nó có những cổ phiếu nào trong đây à nó có thể là nhóm uh, khai khoáng vật liệu xây dựng rồi than rồi đá thì mình uh, phân thằng à uh, thì quét cái nhóm này ra nó cái con uh, mà mà HR là cái công ty uh, khai khoáng masan đó nè là anh thấy hôm nay cái con này uh, cái con này nó cho tín hiệu cũng tạm ổn là mình đưa vào clip thì hồi mình quay lại mình theo dõi nó thử thì mình tiếp tục đi một cái một cái nhóm khác thử thì cái con này bản chất phiên trước đó nó tăng hôm qua nó một phiên giảm nhưng mà von nó cũng khá là lớn thì cơ bản chấp nhận được cái nhóm tiếp theo là cái nhóm bán lẻ là năm ba bảy năm ba bảy thì xem ra nó có những cái cổ phiếu nào 5370. Thì mình quét ra thử. Thì uh, phiên uh, cuối tuần cái nhóm bán lẻ cũng là một cái uh, nhóm khá là mạnh này, trong đây có FRT. FRT nó tăng 3 3,3%. thì cơ bản ở trong đây có hai cái con mà về xếp hạng đó nó tốt là thằng MWG và con bé thì bé này giai đoạn gần đây nó tăng nó cũng tăng liên tục thì hôm trước mình có làm một cái clip mình so sánh những cái phương pháp á thì anh em cứ hình dung những cái thằng mà nó có xếp hạng rất cao là nó sẽ là những cái con mà khi mà tính trung bình nha nó cho hiệu suất tốt nên bây giờ nhịp này mình vào đánh mình cứ lựa những cái con mà nó đã tăng nó đang tăng tốt Để nên em đánh có thể sống ngắn nó nó sẽ ổn thì đây là những cái nhóm ngành ba cái nhóm ngành mà nó nó cải thiện tốt về von và giá còn tổng thể tính cho một cái giai đoạn dài hạn hơn thì em thấy cái nhóm cao văn là cái nhóm về công nghệ công nghệ phần cứng rồi cái nhóm tiếp tục là thì cái nhóm nhóm về số 2 này là cái nhóm nhóm về công nghiệp, sản xuất công nghiệp. Cái nhóm số 5 là cái nhóm về à, dịch vụ tiêu dùng. Thì anh em hình dung tổng thể là vậy để mình mình quay là mình lọc cơ bản ở những cái cổ phiếu. Thì mình sẽ đi theo cái cái cách lọc mà giai đoạn gần đây nó cho cái hiệu quả cao là những cái thằng mà RS này lớn. RS lớn còn hai cái phần von và gan phụ này nếu mà nó được uh, lớn thì nó sẽ ok thì mình sẽ lọc ra những cổ phiếu đó cơ bản là chỉ đánh trong những cổ phiếu đó thì mình uh, lọc ra gom lại nó ra khoảng uh, 10 mã thì ở trong đây uh, cơ bản là những cái mã trên khung tuần nó ok có hai mã mà mình uh, muốn gửi anh em theo bắt đáy là thằng uh, VCG và Novaland ví dụ xếp hạng về cái cái mức tăng giá trong thời gian vừa rồi hai thằng này nó đang nó đang ở cái vùng thấp á nếu mà chọn nếu mà chọn ra những cái mã mà mình khuyến nghị anh em đó, thì nên có một mã của nhóm nhóm cao su bất động sản của công nghiệp đó. thì trong đây có thằng gvg một thằng cao su đồng phú rồi một thằng thì có cao su đồng phú cao su phước hòa và tập đoàn cao su Việt Nam là thằng GVG thì ba thằng này nè anh em nên chọn một thằng và mình nghĩ là GVG nó sẽ cái biểu đồ nó khá là ổn kể cả ba thằng cao su tuy nhiên là GVG thì trên khung khung tuần của nó những cái tuần nó giảm là von nó cũng thuộc dạng giảm về thuộc dạng cạn kiệt đó. và hiện tại là nếu mà nó vượt khỏi cái này thì cái mẫu hình cũng đẹp GVG thì ba thằng cao su cái mẫu hình nó tương tự nhau đó anh em thích có thể thằng cao su phước hòa thì von nó chưa có tăng đáng kể cái phiên tuần này tuần này thì von nó có... cải thiện tuy nhiên là so với cái vùng cao nhất của nó thì cái con này có thể còn hút von được tuy nhiên là nó có cái cản gần thì tùy anh em còn thằng cao su đồng phú thì von hiện tại nó khá lọt đối với mình ba cái thằng cao su này anh em thích thì có thể chọn nếu mà chọn thì chắc gvg là thằng an toàn và nó cũng thuộc dạng một cái mã lớn nó có nhiều câu chuyện hoặc là anh em thích cái tỷ trọng mà nó biến động nhanh biến động nhiều thì những cái con giao dịch mỗi ngày ít ít này thường là những con biến động nhiều nè nó sẽ có thể nó tăng nó sẽ tăng tốt hơn so với gvg thì ba cái cao su này mình nghĩ anh em nên chọn một mã còn À, bắt đáy thì vgc này cũng tùy cái khẩu vị của anh em và một cái mã mà một cái tín hiệu nó với lại nó có câu chuyện ở thằng uh, masan thằng uh, thằng khai, khai khoán của masan đó, thì cái uh, uh, câu chuyện của thằng này thì nó có và báo nó cũng viết rồi thì anh em thích có thể tham gia được bởi vì những tín hiệu giai đoạn hiện tại nó, nó đang ủng hộ cho con này cũng ok thì phiên trước đó nó đã tăng 5.8% phần trăm gần đây nhất nó tăng 1.1% phần trăm thì anh em thích thì có thể canh chờ nó giảm giảm nhẹ nhẹ vào tuy nhiên là những cái con mà cái phiên vừa rồi nó giảm ví dụ như gvg nó giảm nó giảm 2.3 phần mà bon nó giảm rất là mạnh nên là những cái mã này mình mình thích nè một cái mã chứng khoán anh em cũng có thể quan tâm đó là chứng khoán a chứng khoán aribank thì chứng khoán aribank này tín hiệu nó cũng khá là ổn thì chứng khoán Alibaba Von hiện tại nó cải thiện và nhiều cái tín hiệu theo dõi của mình nó cũng ủng hộ cái con này. Nên là anh em thích có thể cân nhắc cái con nếu mà thích dòng chứng khoán có thể cân nhắc con này. Với lại một cái nó phiên cuối tuần nó giảm. Mặc dù biểu đồ tuần nó ok nhưng mà biểu đồ ngày nó đang giảm thì có được lợi thế về giá vài phần trăm nên anh em cân nhắc có thể lựa chọn. thì đây là tổng thể những mã nhóm thép thì có một cái mã mà trên tới cả mã CD tuần và mã CD ngày của nó nó đều cắt lên cái con này ví dụ như mình coi trên cùng tuần đây mã CD ngày nó nó bắt đầu nó cắt lên và Mà CD tuần thì nó cũng nằm trên cao và cái cái vùng này nó cũng tích lũy thì anh em thích đặc biệt cái con này mình nhìn trên khung ngày thì nó nó ổn. Thì anh em thích có thể cân nhắc cái một cái mã của nhóm thép. Tuy nhiên là nếu mà chọn chọn tổng thể mình chọn thì chắc là mình sẽ chọn một con GVG A và bên dưới này sẽ là một cái thằng bắt đáy là VCG. Thì ba cái mã đó mình kỳ vọng nó sẽ tăng tốt hơn bằng bằng chung còn tổng thể 10 cái mã này mình đã lọc ra anh em thích cái nhóm nào thì có thể chọn cái nhóm đó thằng masan này thì có câu chuyện gvg có câu chuyện tăng vốn này. để mình lướt qua tổng thể trên cái biểu đồ tuần mọi người nhìn một lần chắc là mình cũng kết thúc cái clip đây gửi anh em những cái những cái mã để qua tuần khi mà nói chung là giai đoạn này mình nghĩ đến tay cộng cũng được anh em thích thì có thể tham gia mặc dù tín hiệu dài hạn nó chưa có ủng hộ thì khi mà mua xong hàng về nó có diễn biến thế nào thì xử lý tiếp có thể thoát hoặc là có thể giữ tùy. thằng Vico Stone này, cái biểu đồ trên MACD của nó cũng đẹp và cái biểu đồ VON anh em thấy VON hiện tại nó nó gần như là VON tuần của nó là cao nhất lịch sử. Nên cái con này nếu mà nó nó red cũng là một cái đặc biệt là giai đoạn này nó liên tục những cái nhịp những cái nhịp đủ cả một cả một năm nay nó nó đi kiểu này thì thường những cái những cái con mà nó nó giật kiểu này, á. nếu mà nó 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 vượt được thì nó sẽ chạy nó sẽ chạy mạnh, nó sẽ chạy tốt nên là tùy cái cái khẩu vị và cái dự đoán của anh em thì cái mã này mình đã quét ra nó cũng thuộc dạng cái mã nó ok bởi vì von nó tăng rồi nhưng mà giá nó chưa tăng anh em thấy về xếp hạng hai hàng này là xếp hạng về von nó tăng rất là tốt nhưng mà giá nó còn nằm ở vùng 50 thì cái biểu đồ tuần nó cũng khá là đẹp thích thì anh em có thể cân nhắc cái mã này thủy sản thì AMV cũng ok nè von liên tục nó cải thiện cái cái vùng này và đặc biệt những cái phiên giảm đó von nó cái trên tuần giảm của nó von nó về rất là thấp thấp hơn nhiều lần so với uh, khi mà nó nó tăng trở lại